Xin chào các bạn, có nhiều khách hàng hỏi sử dụng bồn phụ bao nhiêu là hợp lý. Thì hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn sử dụng bồn phụ cho máy nước nóng năng lượng mặt trời sao cho hiệu quả. Thì thực tế là bồn nước phụ này chỉ để cung cấp nước ổn định và liên tục cho nước máy chảy vào bồn phụ. Nó không có mục đích là nước máy nhà các bạn có thể cấp lên nhanh được không. Bồn phụ này là chỉ cung cấp nước cho khỏi tràn ra khỏi bồn để cho nước cấp vào năng lượng. Thì các bạn ở đây, trước mặt các bạn đây là các loại bồn phụ cho bình nước nóng năng lượng mặt trời. Thì bên Thành Phát mình kinh doanh cái sản phẩm bồn nước phụ này. Thì cấu tạo của ba chiếc bồn phụ này cũng giống nhau. Thì đây là đường cấp nước ra này, ở đây đường cấp nước vào sử dụng phao 21. Đây là hai chân đế đỡ của nó. Tiếp theo bồn phụ loại 50 lít này thì nó sử dụng ren này chắc hơn, là 1-2 đầu ren trong 25. Thì đây là cái phần chân đỡ của nó, các bạn thấy không ạ? Đây là cái phần chân đỡ cái bồn phụ này. Thì cũng sử dụng loại này là sử dụng phao 27. Còn đến được cái bồn phụ 60 lít này thì đầu xả ra là 25 và phao là 21. Thì loại này cũng có hai chân đỡ vào đây. Như các bạn đã biết là cách lắp đặt các loại bồn phụ này thì mình đã có bài hướng dẫn rồi. Thì đây mình chỉ hướng dẫn các bạn là sử dụng bồn phụ bao nhiêu lít cho là hợp lý. Như các bạn là dưới máy dưới 160 lít mình sử dụng các loại bồn phụ 20 lít hoặc là 50 lít này cũng được. Từ 200 lít trở lên thì xài loại 50 lít, và từ 300 lít trở lên xài loại 60 lít thì với đủ cấp cho bồn nước nóng nhà bạn. Còn sử dụng cái bồn nước phụ này thì mình sẽ thay vì có bồn nước to là bồn nước máy nhà các bạn sẽ chảy lên bồn phụ này, chảy lên bồn phụ này sẽ giúp các bạn tiết kiệm được cái khoản phải mua bồn nước lớn. Thì từng loại máy thì ta có thể sử dụng từng các loại bồn phụ đấy. Thì trước mặt ở đây là bồn phụ 20 lít inox 304. Bồn phụ này dung tích thực là 18 lít và cái này là 45 lít và cái kia là 55 lít. Thì loại bồn phụ này sẽ phù hợp với nệ máy 160 lít trở lại, và loại này thì từ 180 lít trở lên, còn loại này thì từ 250 lít trở lên. Khi lắp đặt bồn nước phụ thì ta bắt buộc phải có phao cơ. Bởi tại sao phải cần phao cơ? Bởi vì phao cơ này nó sẽ, mục đích của nó sẽ giữ lại không cho nước tràn ra khỏi bồn phụ để dòng nước máy luôn luôn nhập lên ổn định. Thì sử dụng chiếc phao cơ này thì nó sẽ tự động đóng mở, cho nên là không bao giờ sợ thiếu nước trong bồn phụ. Nhiều khách hàng cứ hỏi sao bồn phụ nó nhỏ quá, sao cấp nước đủ. Nhưng thực ra là bồn phụ nhiêu đây là các bạn cũng có thể đủ xài cấp nước cho cả nhà xài. Như các bạn đã biết thì trên đây là lỗ để phao nha các bạn. Còn dưới này là lỗ cấp nước ở rong. Thì rong này thì mình sẽ khách cho cái này ra nha các bạn. Đó, các bạn nhìn này. Đó. Và các bạn có thể nhét rong vào. Thì cái hình thức này tương tự như là mình thay rong máy nước nóng năng lượng mặt trời này các bạn. Đó. Thì và đây là phần ti. Các bạn nhìn thấy không? Đó. Rồi. Như vậy là ta sử dụng đầu đen ngoài ta gắn vào đây. Còn ở cái bồn phụ nhỏ này cũng vậy. Đó. Đó. Rồi. Ta cũng có thể làm chữ bằng ống nhiệt như này vào luôn. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Thì ta có thể hàn ống nhiệt. Ta có thể hàn ống nhiệt hoặc là ta có thể làm cái ti ro như này cũng được, cho chắc chắn này. Đó.
thì bên mình chuyên cung cấp các loại bồn nước phụ này. Thì bên mình có giao hàng tận nơi và lắp đặt các loại bồn phụ cho máy nước nóng. Thì bên mình cũng có cung cấp cả máy nước nóng năng lượng mặt trời. Máy nước nóng năng lượng mặt trời. Thì các bạn có nhu cầu mua các loại bồn phụ máy nước nóng năng lượng mặt trời, xin liên hệ Thành Phát để được tư vấn các loại này.